một cái câu chuyện hết sức dễ thương của hai chị em Nam Anh và Nam Em. Bây giờ thì xin mời hai khách mời của chúng ta về vị trí của mình. Xin mời. Ê, cái vụ bị điện giật là có giác quan không? Cái vụ bị đốt nhà thì có giác quan. Thế rồi, còn cái vụ đốt nhà đó chị mà rồi vô nè. Bắt đầu máy nóng rồi đó. Vô. Kể tiếp nè. Tới sáng rồi quý vị, tới sáng nha anh em. Em mắc cười với đêm cười cái. Tập 2. Và một ngày đẹp trời, khi em đang lim dim vào trong giấc ngủ, em lại có một cái cảm giác nó là. Thì thôi kệ đi, chắc là không ngủ nên mới suy nghĩ, nên là tiếp tục ngủ. Đột nhiên em nghe một âm thanh la tăng ngủ. Cháy nhà rồi. Nghe cái âm thanh nó quen không? Từ bà này chứ đâu, em mới chạy xuống. Người ta thì người ta lấy nước người ta tạt vô, bà không có. Bà lấy, ta nói cái gì bà cũng dùng vô. Lúc đó thông minh lắm quý vị. Cháy nước mà cái giếng nước cây bên không lấy nước tạt vô. Cháy giờ là sơn cháy. Cái cây vô đạp tạt cho nó cháy. Xong rồi em mới mãi bưng thao nước. Cái là nó tắt. Quý vị thấy nó đơn giản không? Xong em mới hỏi bà là làm cái gì cháy nhà. Bà mới nói á, bà lấy cây nhang bà đút vô cho mèo xác sợ. Nghĩa là con mèo nó chung vô cái lỗ tối. Cái bà sợ con mèo sợ cái gì á, nên bà đút cây nhang rồi. Con mèo sống con trai rồi, không phải con mèo mà cái lá dừa. Nhưng mà đút cái miếng lá dừa vô để sợ con mèo nó tối, cho con mèo thấy đường đi ra mà nó hết đường. Nó hết đường đi ra luôn. Em có vẻ yêu thương động vật quá. Cảm ơn em đã quá chiếc với con mèo. Nhưng mà cái khúc nào là giác quan thứ 6 đâu ta? Thì cái khúc mà linh em tính. Có cái cảm giác lạ. Nếu như em bay xuống em kịp thời ngăn chặn cái cọng lá dừa thì con mèo đó đâu có gì đâu. Con cú đó đâu có gì đâu. Đặt mèo là lên đường rồi. Rip rip mặt mèo. Thiếu núi trời dễ thương quá à, thiệt